vào bộ đội năm em tròn 17. Ở Trường Sơn năm ấy tuổi trăng tròn, em đâu được làm duyên con gái, mái tóc dài đi theo dải Trường Sơn, cùng ba lô, cùng một khẩu súng trường, và em bước trên con đường cách mạng. Con gái chúng em ở Trường Sơn ngày ấy nếm trải bùi đường, nếm trải những gió sương, bao khó khăn gian khổ cũng coi thường, không ngăn nổi bước chân em thời con gái. Không quản gì mưa nắng mịt mùng, em vẫn đứng những nơi nguy hiểm, vẫn mở đường cho xe vào trận tuyến, vẫn hát vang bài hát Trường Sơn ơi. Tôi chưa bao giờ được làm một cô bộ đội, cũng chưa một lần được làm o thanh niên xung phong. Song hình ảnh những con người có cả một thời con gái ấy cứ ám ảnh. Tôi sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nhỏ nằm sát bờ sông Danh. Sông Danh chảy qua 53 xã của tỉnh Quảng Bình, thì cả 53 xã ấy đều được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Huyện Tuyên Hóa, quê tôi, có 14 xã, thì cả 14 xã đều được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm tôi lên 4 tuổi, Mỹ gây ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ rồi bắt đầu đánh phá miền Bắc. Chìm trong suốt tuổi thơ tôi là tiếng máy bay địch gào xé, tiếng bom rơi, đạn nổ, làng xóm ngập chìm trong biển lửa, nhà cháy, người chết. Không phải khi nào cũng có được cái chết nguyên vẹn. Nhiều khi xác người bay lên cả cành cây, xuống ao, mỗi nơi một mảnh. Rất lạ là lũ trẻ con chúng tôi lúc ấy không biết sợ là gì, còn cùng nhau đi xem. Có lẽ những sự việc ấy, hình ảnh đau thương ấy đã là thường nhật, quá quen thuộc rồi chăng? Rồi tôi thấy nhiều đoàn quân, đoàn xe từ miền Bắc vào, có khi họ cùng ở lại làng tôi, ngủ trong nhà tôi. Ban đầu chỉ có các chú, các anh. Dần dần tôi bắt đầu nhìn thấy các o, o nào cũng trẻ, nhiều o rất xinh. Các o vào quê tôi ngày một đông, nhiều o ngày đi làm, tối lại về ngủ trong nhà tôi như người thân vậy. Mãi sau này, khi lớn lên, tôi mới biết đó là những bộ đội, thanh niên xung phong đi mở đường Trường Sơn, làm con đường huyền thoại để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi học chuyên ngành lịch sử, nhưng ngã rẽ cuộc đời lại đưa tôi đến với công tác phụ nữ. Làm chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, rồi mấy khóa liền làm phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã cho tôi được đi nhiều, gặp gỡ đủ thành phần, lứa tuổi, nhất là có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều số phận những người phụ nữ. Mà trong đó có không ít các cô, các chị từng có thời là bộ đội, thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa. Và cũng thật may mắn, hạnh phúc, tự hào, tôi được Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam mời tham dự chuyến về nguồn nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn. Vinh dự được cùng các vị tướng rung lên hồi chuông để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Từ sau cái ngày được về nguồn cùng các chiến sĩ Trường Sơn ấy, một ý nghĩ cứ thôi thúc để tôi có những chuyến đi đến những địa danh đã đi vào lịch sử về con đường Trường Sơn huyền thoại ngày nào. Ấy là đường 12, đường 20 quyết thắng, cua chữ A,
ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhít, dọc Ba Thang, bãi Dinh, cổng Trời, Cha Lo, đèo Mù Già. Rồi Trường Sơn Tây, con đường qua nước bạn Lào anh em với không ít địa danh đã đi vào sử sách như Ngã Ba Lằng Khằng, Lùng Bùm, Tà Khống, Bản Đông và rất nhiều nghĩa trang lớn nhỏ nằm dọc Trường Sơn. Có những nghĩa trang phần lớn là nữ liệt sĩ, có những nghĩa trang toàn thanh niên xung phong. Những tấm bia ghi tên những người con gái hy sinh ở tuổi 18, đôi mươi. Song có lẽ đồng lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất, cảm xúc nhất, đấy là những chuyến đi để được gặp các cô, các chị đã từng có mặt ở Trường Sơn vào những năm tháng đầy bi thương nhưng vô cùng hào hùng ấy. Điều gì đã khiến các cô, các chị sẵn sàng hy sinh cái thời khắc đẹp nhất của một người phụ nữ để ra trận, làm người lính, ra sống vào chết như bất kỳ người đàn ông nào? Tôi nhập ngũ theo tiếng gọi của bác. Bây giờ là cũng còn chưa đủ tuổi, tôi mới có 17 tuổi, chưa được 17 tuổi. Thì tôi phải ký đơn bằng máu, bằng đấy là ngón tay. Rồi tôi ký cái tên tôi vào đấy để được đi. Bây giờ tuổi trẻ nó hăng lắm. Mới là 16 tuổi đi thanh niên xung phong, đến 19 tuổi đi vào bộ đội. Tôi vào Trường Sơn từ tháng 11 đến tháng 8. Khi đó là tôi chưa đầy 16 tuổi đấy. Nhưng mà vì là thấy cuộc kháng chiến chống Mỹ căng thẳng quá mà mình mới lớn lên chưa kịp sinh hoạt thanh niên cơ. Thế là khai bảo là cái ông bảo là khai mười mấy tuổi, 18 tuổi thì bác khai cho cháu 18 tuổi là cháu đi. Tôi đi lúc 15, đang quàng khăn đỏ mà đi lên cân người ta cười, người ta không cho. Thì lúc bấy giờ thì thấy cái phong trào chống Mỹ cứu nước nó sục sôi quá, cũng tha thiết xin mẹ là cho con đi bộ đội. Cắp mất mấy đêm thì mẹ mới cho đi. Năm 66 đi bộ đội thì 67 tôi vào Trường Sơn ngay. Và lại xin đi ở chiến trường xa nhất. Nhưng ngày đó chúng tôi rất là vô tư, không biết sống chết là cái gì. Đang học giờ lớp 10 xong thấy bom đánh ở làng tôi, rất là nhiều người chết. Thế tôi bỏ học, tôi đi thanh niên xung phong. Động cơ đi lúc bấy giờ là vì chiến tranh là ra miền Bắc rồi. Cho nên học hành là trên bom dưới đạn, không thể đi học phải cách 7 cây. Mà vất vả khổ, mà hoàn cảnh gia đình cũng khổ. Mà lúc bấy giờ là gia đình chỉ chưa có ai đi cả. Cho nên là muốn bỏ học để đi. Đi khám xong rồi về nghe phổ biến là 3 ngày nữa đi. Thì về nói với mẹ này, mẹ nói mày mà trúng tuyển thì cả cái xa này trúng hết. Rồi là không tin đi, cứ 3 ngày nữa rồi mà con đi mẹ đừng có khóc. Thì mẹ này ấy thì trúng thì đi chứ. Đó là gọi như 17 tháng 6, năm 65 là chị đi. Khám thì tôi trúng tuyển, nhưng mà về tôi cũng không nói với gia đình. Mà đến lúc mà có lệnh gọi nhập ngũ rồi thì trốn gia đình. Hôm sau là nhập ngũ luôn. Bố tôi là chủ nhiệm hợp tác xã, mà cứ hàng ngày đi vận động mọi người đi bộ đội. Thế mà nhà mình thì nảy có 3 người con gái đầu. Thế thì không có ai đi bộ đội được. Thế thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng rất là thương bố. Bây giờ bố như thế này mà cứ suốt ngày đi vận động mà nhà mình không có ai đi bộ đội thì nói ai nghe. Thế thì tôi tình nguyện viết đơn gia nhập quân đội. Thích đi bộ đội là thích cái áo bộ đội thôi. Cho nó có chỉ cả. Thích cái áo bộ đội là thích đi. Đi bằng được. Khi chúng tôi đi tuyển nghĩa vụ quân sự ấy, là để đi bộ đội đấy. Nhưng mà thiếu cân không đủ. Chúng tôi còn đeo thêm gạch vào để cho nó đủ cân để đi, nhưng mà sau họ phát hiện được, họ không cho đi. Thì lúc bây giờ là tôi bảo thôi không đi bộ đội, để tôi tình nguyện đi thanh niên xung phong. Đi thanh niên xung phong cũng được mặc quần lính, áo lính, cũng được làm nhiệm vụ như người lính. Khi được vào quân ngũ là chúng tôi thấy nhiều cái vinh dự. Vinh dự thấy nhất là với gia đình, vinh dự thứ hai là bản thân chúng tôi được đóng góp một phần nào nhỏ bé với tất cả thế hệ các anh đi trước. Cha ông mình đi trước thì mình nối gõi đằng sau. Nhà có 6 đứa em mà chưa có ai đi cả. Chị là đâu để đi mở đường cho các em. Khi nữa tôi mới 17 tuổi đi khám mà tôi không trúng, nhưng mà tôi phải nhờ người khác để khám cho được 43 kỳ cho tôi. Khi nữa 37 kỳ là lấy đây chích máu ra để viết cái lá thư là để được đi bộ đội. Khi nữa rất cách mang lòng. Khi đi bộ đội là tôi cũng bé lắm, phải chín người này chín người nọ khám thấy cái đó tôi mới đi được. Tôi nhập ngũ là năm 66, tháng 6 năm 66, 16 tuổi.
Hôn nó quá nhỏ cho nên họ cho tôi đi, tôi đến cái ông nhà, ông công an, tôi bảo là cho cháu đi vì là hoàn cảnh của tôi rất khó khăn. Mẹ tôi mất sớm, tôi ở với mẹ rẻ, quá khổ. Nên tôi xin đi bộ đội. Rất là khổ, vì gia đình nó nghèo, nên là đi vào bộ đội là tôi còn tăng lên mấy cân liền. Thế như tôi vào bộ đội tôi thích hơn vì là đúng là cơm no áo ấm, mang đến tận nơi. Nhà là cũng thuộc cái tiệm buôn bán có, cho nên là hay chơi bời lêu lỏng, các cụ nhà là sợ. Cho nên là tôi cứ ép lấy chồng, tôi bảo tôi không lấy. Năm 64, chưa đầy 17 tuổi, thì trong lúc thì nhà nước đang kêu gọi đi thanh niên xung phong, thế là tôi tình nguyện đi, tôi trốn các cụ tôi đi luôn. Năm 1965, vào Trường Sơn. Lúc bấy giờ tôi 29 tuổi, lớn tuổi nhất. Các cấp trên có hỏi tôi đã có người yêu chưa, nếu có thì có lẽ phải nên xem xét để lại. Thế nhưng tôi nói dối là không. Thanh niên lúc bấy giờ là được đi chống Mỹ cứu nước là một vinh dự. Dù gian khổ nhưng mà chúng tôi rất là tự hào. Đấy là suy nghĩ, lý do để những người phụ nữ lúc ấy sẵn sàng hy sinh cả tuổi con gái của mình xung phong ra trận. Và có lẽ đó cũng là câu trả lời cho tất cả những ai đó từng hỏi chiến tranh ác liệt thế sao để phụ nữ ra trận. Khi được làm việc với lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn, tôi cũng đã được nghe các vị tướng chia sẻ. Ở Trường Sơn giai đoạn đầu, toàn nam giới vào thôi, để đánh nhau mà. Lúc bây giờ thì không có nữ. Cuối năm 1961, đơn vị chúng tôi đến Quảng Bình thì nghe đấy. Tiếng mấy o, tức là mấy em nữ của một cái hạt giao thông nói cất lên một cái, tất cả ồ lên một tiếng. Có đồng chí nào đó mới nói là, ơ nữ, nữ chúng mày ơi. Đấy, cái hình ảnh đó đối với chúng tôi, bây giờ chúng tôi còn nhớ mãi. Ở Trường Sơn, từ năm 1964-65 trở đi thì lực lượng phụ nữ bắt đầu chiếm khá đông, 8-10.000 người. Có lúc lên đến 30.000 người. Phần đông là thanh niên xung phong và các lực lượng phục vụ từ giao liên, quân y, thông tin, lái xe và một phần lớn nữa tức là làm công binh, làm đường. Thì chị em hầu hết là đều từ 18-20. Khi nhắc tới những người phụ nữ trên Trường Sơn ngày ấy, một hình ảnh hay được nói nhiều, nhất là trong văn học nghệ thuật. Đấy là các nữ thanh niên xung phong. Phải chăng đây là lực lượng có chị em tham gia đông nhất? Ơi, những cô gái Trường Sơn, chàng tay mà viết nên trang sử hồng. Trường Sơn vượt núi băng sông, xe đi trăm ngả chiến công bốn mùa. Khi bây giờ là cái tuyến đường 1 là nó đánh nhiều, thì các cái tuyến đường phụ là phải mở ra để coi như là cho xe đi qua. Các cái tuyến đấy nằm ở trong các cái núi, trong các cái đồi, trong các cái hẻm, qua suối, qua sông. Tôi ở 74 Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vào Trường Sơn, tôi làm tiểu đội trưởng của một cái tiểu đội thanh niên xung phong nữ, là phá đá, nổ mìn, rồi là mở đường. Lần đầu tiên, một cô gái thành thị sinh ra và lớn lên ở Hà Nội không biết bom đạn là gì cả. Lúc đi thì tôi háo hức lắm, tôi xung phong tình nguyện đi. Đến khi vào đến trong chiến trường thì tôi mới thấy được là cái sự gian nan, cái sự vất vả của công việc. Thế rồi là bom đạn nó đánh suốt ngày đêm, pháo sáng nó thả dập trời, rồi pháo kích nó câu từ biển nó câu vào. Thật sự ra chị em chúng tôi là con gái cũng rất sợ. Cái thứ hai nó cũng rất nhớ nhà. Thế nhưng mà đến lúc mà khi công việc ấy thì nó vui lên. Thế mà hai chị em động viên nhau thì chúng tôi lại thấy cảm thấy là rất là yêu đời và rất là yêu cái công việc mà đảng lãnh đạo giao cho. Tức là mở đường, làm cọc tiêu để dẫn đường cho xe qua. Rồi là phá bom nổ chậm. Hôm đó chạy xuống ngầm thì mình nhìn thấy một cái quả bom rất to. Chưa bao giờ nhìn thấy bom, cũng sợ chứ. Nó to bằng cánh phản, nó đen chủ chuỗi. Nếu bây giờ không cho nổ thì xe đi không được, rất nguy hiểm. Đơn vị mới tổ chức một cái đội cảm tử phá bom. Thế thì mình cũng tình nguyện phá bom để thông tuyến, thông đường cho xe đi. Trước lúc mà cảm tử ấy là phải biết đơn vị, biết là có thể mình hy sinh. Nhiều lúc còn nhìn thấy nhau còn đang sống thôi, nhưng mà tí nó ra kia thì về hao ngót người.
buồn và khổ tâm ấy, nhưng mà rồi lại vui ngay. Nhưng bây giờ nó cũng hừng hực lắm. Cũng thuộc lực lượng mở đường, nhưng những người phụ nữ này lại là lính chuyên nghiệp, bộ đội công binh. Mấy mươi năm đã qua, nhưng gặp nhau, câu chuyện vẫn là tranh luận cách phá đá, nổ mìn như thế nào để cho năng suất thật cao. Bộ đội công binh và thanh niên xung phong đôi khi cũng khó phân biệt được ranh giới của hai lực lượng này, bởi vì họ cùng trên một tuyến đường, cùng một công việc. Lính công binh mở đường, thanh niên xung phong cũng tham gia mở đường, nhưng họ ở tổng đội thanh niên xung phong, còn chúng tôi là bộ đội Trường Sơn. Nhiệm vụ thì giống nhau, mở đường là giống nhau, nhưng mà cái chế độ rõ ràng là phải khác rồi. Thanh niên xung phong phụ cấp là chỉ được tháng 5 đồng thôi. Không đồng cả. Bộ đội cấp lương theo cấp bậc. Theo cấp bậc, còn thanh niên phong không có cấp bậc. Đại đội công binh của tôi là toàn là nữ cả. Đồng chí Mùi bên cạnh tôi đây, lúc đó đồng chí là trung đội trưởng. Tôi làm chính trị viên năm 70. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thăm chúng tôi, gặp ở đèo Phu Gia Trích, thấy chúng tôi chiến đấu dũng cảm. Đại tướng bảo các đồng chí chiến đấu ở đây là có trái tim thép. Và đồng chí phong cho chúng tôi là đại đội giữ thép. Lính công binh đoàn 559, lính công binh nơi nào cũng đến, dấu chân in trên đất Việt, đất Lào. Tuổi 20, chúng tôi ở Trường Sơn, thiếu gạo, thiếu rau, cơn sốt rừng cả tháng, chia nhau từng ngọn măng rừng, nhường nhau từng viên thuốc đắng, vẫn mở đường ngang dọc Trường Sơn. Một lực lượng trọng yếu nhất của Trường Sơn, đấy là những người lính lái xe. Họ cũng được coi là một trong những người vất vả nhất, hy sinh nhiều nhất. Nói đến bộ đội lái xe, đương nhiên ta sẽ nghĩ về các anh, về những người đàn ông mạnh mẽ can trường. Ai ngờ cũng có những cô bộ đội lái xe, có cả trung đội, sau này thành đại đội toàn phụ nữ lái xe. Tôi thì vào Trường Sơn từ năm 65, làm thanh niên xung phong. Làm đường thì chúng tôi cũng quen với các anh lái xe, cũng mơ ước, bởi ước gì mình cũng được lái xe. Rồi thì nghe tin lấy một số nữ lái xe, kiểu có sức khỏe, nhanh nhẹn và dũng cảm để coi như là thay cho nam giới để chuyển các hàng vào các kho, các bến bãi đấy. Chúng tôi nghe được tin ý, chúng tôi coi như là rất là khấn khởi và tình nguyện xin sang lái xe. Đây là cái bằng lái xe ở Trường Sơn. Học có 45 ngày, vừa học lái vừa sửa chữa. Sau 45 ngày thì chúng tôi ra nhận xe, nhiệm vụ của chúng tôi là chở hàng vào trong chiến trường. Sau khi ra thì mới chở thương binh ra dưỡng. Tôi lái giải phóng Jin Ba Cầu, Jeep 51. Cái thời gian cứ đi trận nào qua trọng điểm 050, nó gọi là cổng trời. Cái cửa tử không biết là chết bao nhiêu lái xe. Bên đạp 2 giải suốt ngày và đêm, lúc lên dốc đứng như thế này, hàng này dốc hết đằng sau, mà chúng tôi chỉ có gài số 1 nên đến đỉnh. Khi xuống dốc, hàng dốc hết đằng phía trước. Tôi thì thấp bé, lúc nào đằng buồng lái của tôi cũng có một cái bi đông 20 lít để đệm sau cái đệm này, để cho người chân ga và chân phanh tôi tới. Tôi biết nhất cả trung đội, nhưng khi nào tôi cũng dẫn đầu. Chúng tôi vượt được lý do là chúng tôi có cái lòng can đảm, và chúng tôi nghe lời bác, bất kể nam hay nữ, chúng ta đều phải đứng lên đánh giặc. Có một lực lượng mà nếu thiếu họ, cả Trường Sơn sẽ tê liệt. Đấy là bộ đội đường ống xăng dầu. Những người lính làm nên huyền thoại trong huyền thoại ấy cũng không vắng bóng những người con gái. Bộ đội xăng dầu là chuyên thi công lắp đặt đường ống để có nguồn xăng phục vụ chiến trường từ Bắc vào Nam. Mà không phải chở bằng ô tô hay là vận chuyển bằng bất cứ cái phương tiện nào, mà chỉ bằng cái vận hành qua các cái trạm bơm đưa vào để phục vụ chiến trường. Các thế hệ trước vận chuyển xăng dầu bằng gùi này, lăn phi này, cứ lăn từng thùng phi này, rất vất vả. Chị em chúng tôi ở đây là các thế hệ được giao nhiệm vụ là thi công tuyến ống xăng dầu Trường Sơn. Thì chị em là những người vác ống, vác ngàm để lên cùng với các anh con trai để thi công. Ống thì dài 6-7 mét, nặng từ 45 đến 50 cân. Chị em khỏe thì có thể vác được một ống một mình,
Nhưng có chị là phải hai chị là phải mới khiêng được một ống. Vác một cái ống từ chân núi đến trên đỉnh núi là hết một buổi sáng, khi xuống là hết ngày. Đi qua sông này, suối này, rừng này, núi này lại phải ngụy trang để cho địch nó khỏi phát hiện được. Đang thi công thì máy bay nó ném bom hoặc là đụng phải mìn, bom nổ chậm thì cũng là có những cái sự hy sinh. Đấy, thì những cái khó khăn đó thì thực sự là cũng không thể lường trước hết được. Nhưng tuổi thanh xuân mà, cho nên mọi thứ là nó trào dâng. Tự hào và vinh dự nhất là chúng tôi đã đưa được ống trước năm 1975 vào đến Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, và cũng đã góp phần trong cái chiến dịch năm 1975. Bổ binh, lái xe, đường ống xăng dầu, thanh niên xung phong, đó là những lực lượng trực tiếp làm việc tại mặt đường, nơi hứng chịu sự vất vả cũng như bom đạn của kẻ thù nhiều nhất. Vậy mà ở đó có những đơn vị 100% là phụ nữ. Song hóa ra không chỉ có vậy, được nghe các chị kể chuyện mới biết Trường Sơn lúc ấy có lực lượng nào, có binh chủng gì thì đều có mặt phụ nữ cả. Những người con gái thậm chí còn chưa đầy 18 tuổi nhưng đã làm đủ mọi việc, mọi nghề, mọi lĩnh vực. Chị là lực lượng gì chị? Giáo liên. À, cô gái giáo liên ạ. Tôi lúc đó là làm công tác quan thư bảo mật. Tôi trưởng nghi bảo Trường Sơn. Tôi là Việt Minh Triều Bóng. Tôi là thông tin. Tôi là ở làm nghề điện ảnh. Tôi là ở binh chủng là văn nghệ. Tôi ở hậu cần. Tôi là lực lượng thu khó bốc vác. Tôi chiến sĩ nuôi quân. Tôi binh chủng quân y. Tôi là tây vùng. Bên dòng suối soi bóng ai sớm muộn biết mai mà bàn tay em trắng. Đúng rồi đó, các cô quân y giặt quần áo anh thương binh. Mỗi khi đêm lạnh về, chín em nhen lửa hồng. Một mũi tiêm, một cả đêm, trận địa này của chúng ta. Gian khổ nào bằng miền Nam đang đánh Mỹ. Ơi, chào em cô gái quân y trên hỏa tuyến. Ơi, tuổi em bao nhiêu như hoa huệ nở trên chiến hào giữa Trường Sơn. Cô gái quân y là từ sáng tác rồi hát, mình vừa tiêm vừa hát cho thương binh ấy. Khi chiến dịch căng thẳng quá, thương binh nhiều, cho nên thì cục quân y thành lập một là cái bệnh viện quân y Tiền Phương tại là huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh. Tiếp quân là từ Thừa Thiên Huế, mặt trận B5, rồi đường 95 Lào. Mình đi bộ đội mới 17 tuổi, lúc đó đi yếu, người yếu. Còn thương binh thì họ to, họ nặng, họ dài hơn con người mình. Nhiều khi nước mắt cũng rơi, nhưng mà vì tình thương yêu đồng đội, đồng chí, cho nên mình phải cố gắng để vượt qua. Chiến tranh nó quá ác liệt, chết thì nhiều lắm, chết thương lắm ấy. Đi lấy nhiệt độ cho thương binh, bệnh binh, nói anh ơi cặp nhiệt độ đi. Thương binh giơ tay lên này, vừa giơ lên một cái thì đã hạ xuống, lúc ấy lên cơn ác tính là đã chết. Nó chết rất là tức tưởi mà thương, nhiều cái chết mà thương không. Thương binh bị thương cắt cụt đùi. Tối hôm ấy trong giai đoạn, đúng tôi cũng đang ở giai đoạn là kiểu như thử thách để chuyển từ đảng viên dự bị lên ấy. Ông giao cho đem cái đùi đi chôn, mình phải vào rừng mình chôn. Phải vào rừng chôn xong ngày hôm sau thương binh cũng không qua khỏi, lại hy sinh. Lại bắt đi đào cái chân ấy về để lại chôn cùng. Thế nhiều khi cũng còn không tìm được. Tại vì đêm thú nó đã đến, nó thấy mùi máu mùi ấy nó đã công đi rồi còn đâu nữa. Mình phục vụ thương binh nhiều khi xót thương bệnh binh mà khóc còn bị phê bình. Bị phê bình nói là lại cử đồng chí xuống với thương binh là để động viên, an ủi thương binh xuống đấy mà ngồi khóc. Nhưng mà thấy thương binh thế mình sao mình cầm lòng được. Đời giao liên bước tôi đi dạy theo đất được. Lúc đó chị làm những cái gì chị? Khi tôi vào chiến trường là tôi được đi học đường để là coi như đi tuyển đúng. Đi làm giao liên là đưa bộ đội binh trạm này sang binh trạm khác bàn giao. Xong lại đưa thương bệnh binh ở binh trạm ra tuyển ngoài. Đi trên đường là bom đánh, đánh tươi thấp. Chúng tôi là không dám ngồi mà phải đứng tại trần hết toàn bộ. Quá như một cái dàn hàng gãy.
để cái nick này cũng phải thiền là không phản thiền được, chứ mà nhúc nhích cái là nó bắn ngay. Đường giáo viên cái đường đấy chúng tôi quá thuộc, thuộc như bàn tay, thuộc hơn đường làng. Đi trên đường thì tránh bom này, khi mà nó thả này thì mình phải nằm như thế nào để cho nếu mà nó phạt ngang ngay này thì chúng tôi không phải phạt vào đầu. Đi đường rừng nhá, thì có cây, nếu mình nhìn nó ngọn cây đấy mà nó héo và quặt về mình, đây là quân báo của mình, mà đi nó héo ào ào ào, đấy là quân của nó, thế là mình biết, biết là tránh. Khi chúng tôi đi trên đường thì một quả lựu đạn, 30 viên đạn, có cái gì là chiến đấu. Chúng tôi đi là phải có một cái đường bí mật, an toàn bí mật, chứ không như là giao niên của bộ đội ta đã đưa từ binh trạm nọ sang binh trạm kia, mà chúng tôi là một đoàn công tác đặc biệt do Trung ương Đảng chỉ đạo. Lúc đó tôi mới có 16 tuổi, được giao nhiệm vụ là làm giao niên của đội giao niên quốc tế. Thì chúng tôi chuyên đưa đón khách là những lãnh đạo của nước bạn, tức là Lào và Campuchia, đưa về Việt Nam và từ Việt Nam lại đưa về nước bạn trả lại. Thông tin sau khi trực tổng đài, bất kể trời mưa, trời nắng, ngày hay đêm, khi có sự cố của đường dây đều phải đi. Thì sửa chữa nối dây thường là dùng răng. Sau khi mình đã phát hiện ra được hai đầu dây rồi, chỉ như vậy là mình dùng răng mình tuốt. Sau đó mình nối xong, có khi đang đưa vào tuốt này để giật cái thay cho dao, thì là ở đầu ở nhà hoặc đầu bên kia người ta cần quay sang bên này, như vì đất mà là coi tê hết cả cái hàm răng mình. Thế sau khi nối vào xong rồi mình bắt máy, mình bảo đường dây đã thông. Thực ra ở chiến trường nhá, vâng, tên các vị lãnh đạo đều có mật danh. Ví dụ Bác Giáp là S1, còn ông Đồng Sĩ Nguyên hồi đấy là 611. 60. Cái thời đấy thì nhớ lâu lâu, vâng, không thể quên được. Thế nhưng bây giờ thì trải qua như ở thống kê, không bao giờ nói là bao nhiêu tấn đạn này, bao nhiêu tấn đạn kia, đều là o tròn này, Bắc Thái, Thái Nguyên có mật danh hết. Xe tăng vào thì nói là hổ đã ngồi lên bụi cây. Thế là đã nói mật danh hết. Hổ đã ngồi lên bụi cây và chuẩn bị hổ vồ, tức là xe đi. Đường thông thì không phải nói là đường thông đâu, là chiếu đã trải ra rồi, chuẩn bị ăn cơm. Nhìn số là đọc vanh vách, nhưng mà 50 năm đến nơi rồi chả nhớ mày. Vâng. Tôi làm công tác bảo mật là chuyển đi và đến công văn của các thủ trưởng và các phòng ban. Nói chung là về công tác mật là chỉ có các thủ trưởng và người văn thư phải biết được biết mà, nhưng mà không được nói ra cho bất kỳ ai. Cho nên là về công tác văn thư bảo mật ý, là các thủ trưởng chọn cái anh trưởng phòng bảo mật, anh nói là các cô ba đời ăn củ chuối mới được vào làm công tác này. Có công văn hỏa tốc chuyển đến cục nào hoặc đơn vị nào là phải đi. Thư gói ở trong đây này, thư và văn kiện là gói trong đây này, có cả công văn này. Hai chị này là cô Mưu, nhìn là cô này đây, hai chị này là cùng đơn vị với nhau, cùng đội với nhau, nhưng không biết mặt nhau. Bộ Tư lệnh Trường Sơn quân đóng ở đâu thì toàn bộ là cái đơn vị tôi phải có một cái trạm đóng ở đấy. Có thể nói tất cả các cái lực lượng của Trường Sơn, các binh chủng, các cái lực lượng phục vụ khác đều có phụ nữ. Nó là quan điểm của chiến tranh nhân dân, toàn dân tham gia chiến đấu. Và có những việc thì phụ nữ làm tốt hơn. Ví dụ như về quân y hay là về thông tin. Cũng có những việc thì rõ ràng là không thích hợp thật, ví dụ như lái xe rồi thì mà rồi các chị cũng có cái thích của các chị nữa. Tôi thấy so sánh giữa nam và nữ ở trên Trường Sơn thì nữ không thua kém gì nào. Họ cũng hành quân như nam giới, cũng làm việc suốt đêm như vậy, và không nề hà gì đâu chị, hăng hái lắm.